quý vị nghe có phẫn nộ hay không? Có ai tin tưởng rằng tôi bị hành hung tại phòng làm việc của công an thành phố Hồ Chí Minh hay không? Và câu chuyện này có cả luật sư của tôi, có cả điều tra viên là anh Hải và năm người tụi nó đã hành hung tôi khi tôi nói rằng Võ Hoàng Yên là lừa đảo. Quý vị nghe có sốc tới ốc chưa? Và tại sao ngày hôm nay nó đã tồn tại đến những 14 năm để đi lừa đảo chúng ta? Quá rõ rồi. Một mình tôi đi với một luật sư trong khi tôi là một nạn nhân bị lừa mấy trăm tỷ, còn nó đi với 4 luật sư là 5 người hành hung tôi tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi sẽ để câu chuyện này nó bùng nổ lên tất cả Trung ương, và tôi đề nghị trích xuất camera ra tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó chỉ có một đồng chí công an, và đồng chí ấy đã gọi điện thoại cầu cứu vài người đến. Thì quý vị thấy rằng nó hành hung tôi trong một cái phòng chưa đến 10 mét vuông. Thì quý vị nghĩ rằng nó là luật sư hay là giang hồ? Thú thật với quý vị, tôi cay đắng đến hận thù nếu câu chuyện này sẽ không xử lý, sẽ đi đến đổ máu và án mạng sẽ xảy ra, vì đến tận cùng của sự khốn nạn rồi. Vậy thì tôi hỏi quý vị rằng